Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cảm ơn bạn đã đến với kênh Ngẫm Cuộc Sống Quanh Ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp về các đại hoạn quan trong lịch sử Trung Hoa. Trong lịch sử Trung Hoa, triều đại Đông Hán suy tàn không chỉ vì các yếu tố bên ngoài, mà còn bởi những mưu mô, tham vọng từ bên trong hoàng cung. Trương Nhượng và Triệu Trung, hai trong số những hoạn quan quyền lực nhất thời bấy giờ, đã thao túng triều đình, kiểm soát hoàng đế và gây ra những cuộc tranh chấp nội bộ không hồi kết. Cùng khám phá câu chuyện ly kỳ về sự lộng quyền của các hoạn quan và cách họ đã vô tình đẩy một đế chế vĩ đại vào thời kỳ hỗn loạn, dẫn đến sự nổi dậy khăn vàng và mở đường cho thời đại Tam Quốc. Trong video này, chúng tôi sẽ mang đến những tình tiết bí mật chưa từng được tiết lộ, sự đấu tranh quyền lực khốc liệt giữa các phe phái trong triều đình và cái kết đầy bi thương của một trong những triều đại lớn nhất Trung Hoa. Hãy cùng đón xem và tìm hiểu những gì thực sự đã xảy ra. Đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video lịch sử hấp dẫn khác. Thập Thường Thị là 10 hoạn quan dưới triều Hoàng đế và Linh đế thời Đông Hán. Đứng đầu là Trương Nhượng và Triệu Trung. Việc điều hành quốc gia bắt đầu rơi vào tay tầng tầng lớp hoạn quan sau khi Hoàng đế phải dựa vào nhóm này để trừ khử quyền thần Lương Ký. Trong thời gian nắm quyền, bọn Thập Thường Thị đã phát động hai đợt thanh trừng lớn, qua đó bức hại và loại trừ hầu hết các bậc trung thần và những người không cùng phe cánh. Triều đình Đông Hán thời kỳ này vô cùng hủ bại, việc mua quan bán tước được định giá công khai. Dù sau này, bè đảng Thập Thường Thị đã bị Viên Thiệu tiêu diệt, nhưng triều Đông Hán vẫn không thể phục hồi được nữa. Nước Trung Quốc rơi vào loạn lạc, chiến tranh và chia cắt dưới thời Tam Quốc kéo dài trong gần 100 năm. Cuối cùng nhà Hán thì bị nhà Ngụy thay thế. Sự biến ghê gớm do Thập Thường Thị gây ra đã làm nhà Hán suy đổ, mở đầu cho thời kỳ Tam Quốc phân tranh, trong lịch sử Trung Quốc gọi đây là loạn Thập Thường Thị. Nguyên nhân sâu xa của vụ nổi loạn này bắt đầu từ Hán Linh Đế. Ông lên ngôi từ năm 10 tuổi, do quá gần bó với các thái giám Trương Nhượng và Triệu Trung từ thời ấu thơ, nên khi làm vua rồi mà vẫn còn nói: Trương Thường Thị là cha ta, Triệu Thường Thị là mẹ ta. Từ đó, bọn hoạn quan trong cung tôn họ Trương và họ Triệu làm thủ lĩnh, hoành hành tác oai tác quái, lấn áp cả đại thần, lấn áp cả vua. Cuối cùng là gây nên sự biến Thập Thường Thị. Giữa thế kỷ thứ hai, triều đình Đông Hán đã suy vong. Ở một quốc gia coi nho giáo là quốc giáo, là bộ quy tắc ứng xử quan trọng nhất mà quyền lực thật sự lại không nằm trong tay các đồ đệ chân chính của Khổng Tử. Guồng máy nhà nước không còn được vận hành theo một cơ cấu hợp lý bởi thiếu những bộ óc lãnh đạo xứng đáng. Hệ quả tất yếu của nó là nền kinh tế suy đồi, nền kinh tế nông nghiệp hoàn toàn bị phá vỡ do sự lộng hành của tầng lớp quý tộc địa chủ. Số lượng tiền tệ giảm bớt, vàng gần như biến mất. Chưa hết, chính phủ phát liên miên đánh người Khương ở miền Bắc dẹp nội loạn trong nước, khiến quan phí tăng vọt. Do đó bắt buộc triều đình tăng thuế, nhân dân đã bần cùng hóa để dẫn áp các cuộc khởi nghĩa, triều đình Đông Hán tiến gần hơn đến sự diệt vong. Trong thời càn trị của Thuận Đế, công nguyên năm 125 đến năm 144, những lời đồn đại nổi lên ở trong dân gian rằng nhà Hán một lần nữa lại mất thiên mệnh. Những cuộc nổi loạn diễn ra khắp nơi. Trong thời Hán Hoàng Đế, công nguyên năm 146 đến 168, sự suy sụp về chính trị tiếp tục diễn ra. Công nguyên năm 159, Hoàng hậu Nhiếp Chính qua đời, các hoạn quan quanh Hoàng đế cảm thấy thời cơ đã đến, liền hạn chế ảnh hưởng của đối thủ bằng cách sắp đặt tiêu diệt các thành viên thuộc phe cánh Hoàng hậu. Hoàng đế trở nên phụ thuộc vào hoạn quan. Ông ủy quyền cho bọn họ, các hoạn quan giao hết các vị trí quan trọng trong triều đình cho họ hàng mình, đổi các vị quan hay tướng được phong chức phải hối lộ vàng cho họ. Việc điều hành quốc gia bắt đầu rơi vào tay tầng lớp hoạn quan sau khi hoàng đế phải dựa vào nhóm này để trừ khử quyền thần Lương Ký. Các hoạn quan gồm Đơn Siêu, Từ Hoàng, Huyện Viên, Tả Quán, đường hành do có công tiêu diệt Lương Ký được hoàng đế phong hầu trong một ngày, được gọi là Ngũ Hầu. Đơn Siêu được phong Tân Phong Hầu, ban thực ấp 2 vạn hộ. Từ Hoàng được phong Vũ Nguyên Hầu, ban thực ấp 1,5 vạn hộ. Huyện Viên được phong Đông Vũ Dương Hầu, ban thực ấp 1,5 vạn hộ. Tả Quán được phong Thượng Thái Hầu,
Ban Thực ấp 1,3 vạn hộ. Đường Hành được phong Như Dương Hầu, Ban Thực ấp 1,3 vạn hộ. Hoàng đế chết năm 168, ngày hôm sau vợ ông, Đậu Hoàng hậu, tuyên bố lên làm Hoàng hậu Nhiếp Chính. Bà thỏa thuận lựa chọn một đứa trẻ 12 tuổi ở dân dã, tên là Lưu Hoàng, con của Giải Độc Đinh Hầu Lưu Trường, cháu của Trương Đế. Sau đó, bà cùng với Đậu Vũ đón Lưu Hoàng vào cung làm Hoàng đế, tức Hán Linh Đế. Trong thời Linh Đế, một cuộc xung đột xảy ra giữa hoạn quan và các quan chức theo Nho giáo. Phái theo Nho giáo từ lâu vẫn không thích hoạn quan, coi bọn họ là thiếu giáo dục và thường gây hại cho triều đình. Sự bành trướng thế lực của các bè phái cũng dẫn đến việc lôi kéo nhân tài về phía mình để củng cố lực lượng. Tầng lớp trí thức bị chia rẽ rõ rệt. Một số ùa dựa với ngoại thích hoặc hoạn quan theo đuổi quyền lợi. Phe phái này được gọi là tầng lớp trọc lưu. Đối lại với tầng lớp trọc lưu là những nho sĩ chân chính ủng hộ vương quyền thực sự của hoàng đế, được gọi là phái thanh lưu. Những lãnh tụ của phái thanh lưu có thể kể ra đây như Lý Ứng, Trần Phiên, Vương Xương, Phạm Bàng, Quách Thái. Các hoạn quan tìm cách ghép tội các quan ủng hộ phái thanh lưu, cho rằng họ âm mưu sát kết với các nho sĩ để thành lập một liên minh nhằm chống lại triều đình. Các hoạn quan có chiếu chỉ của Linh Đế, ra lệnh bắt giữ những nho sĩ và học trò nào dám biểu lộ sự chống đối. Rất nhanh chóng, họ đã giết nhiều nho sĩ và học trò trong ngục. Cuộc đấu tranh triền miên giữa phe phái hoạn quan và bè phái ngoại thích đã khiến số đông các phần tử trí thức bị cuốn vào vòng xoáy đó, khiến cho chính trường cực kỳ rối ren và phức tạp. Tầng lớp sĩ phu vốn lấy nhân cách kẻ sĩ làm nền tảng ý thức, một số chán trường với thời cuộc, muốn tận trung báo quốc, song chẳng biết hướng về đâu. Một số này sinh ý thức chống đối với hoạn quan và ngoại thích. Giai đoạn đó, tại triều đình có một số quan lại nắm giữ những vị trí quan trọng như Lý Ứng là quan cấm vệ kinh thành nổi tiếng là người công chính, nghiêm minh. Trần Phiên là quan thái úy, nắm quyền về quân sự. Vương Xương làm tư không, quan giám sát, đặc biệt được lòng tin của số đông nho sĩ phái thanh lưu. Đời vua hoàng đế, Trương Nhượng, hoạn quan đứng đầu thập thường thị, có người em là Trương Sóc, cực kỳ bá đạo và hay ý thét làm càn, đang làm quan cai quản một huyện thuộc kinh thành. Có lần vì muốn coi đứa trẻ trong bụng người đàn bà chưa nên hẳn đã cho mở bụng người phụ nữ xấu số để xem cho thỏa ý. Lý Ứng biết chuyện liền thi hành chức trách, cho bắt Trương Sóc và xử tội chết. Trương Nhượng vì cứu em nên đến cầu xin với hoàng đế xin đặc xá, nhưng Lý Ứng không chịu và Trương Sóc phải đền mạng. Phái thanh lưu coi đây là một thắng lợi to lớn và tán thưởng rất rầm rộ. Điều này làm cho quan hệ giữa phái thanh lưu và bè lũ hoạn quan càng thăng tột độ. Năm 166, phe hoạn quan dâng thư lên hoàng đế, vu cho Lý Ứng tướng tội kết bè đảng phỉ báng triều đình. Hoàng đế lập tức sai trị tội Lý Ứng, bắt kẻ Trần Phiên phản đối kịch liệt. Hơn 200 danh sĩ phái thanh lưu cũng bị bắt bớ, bãi miễn chức tước, cầm cố, tù đầy. Sử sách gọi đó là tai họa bè đảng lần thứ nhất. Tuy nhiên, lúc này thực lực của phái thanh lưu còn rất mạnh, nên sau đó phần lớn những người bị bắt được phóng thích. Một năm sau khi tai họa bè đảng lần thứ nhất xảy ra lại phát sinh biến cố khác. Đó là việc Hoàng đế Từ Trần, Linh Đế, Lưu Hoành mới có 12 tuổi lên ngôi. Bọn hoạn quan nhân cơ hội này càng hoành hành. Đậu Vũ, anh của Đậu Thái Hậu, cùng với Trần Phiêu muốn phát động chính biến, trừ hoạn quan, song do mưu không kín, bị bọn hoạn quan phát giác nên đều bị giết cả. Bọn hoạn quan thừa dịp đó bắt bớ sát hại phái thanh lưu. Hơn 100 danh sĩ bị giết, 600 người khác bị vu cáo, hãm hại, sự kiện này làm chấn động cả nước. Sử sách ghi nhận đây là tai họa bè đảng lần thứ hai. Lần này phái thanh lưu bị tiêu diệt gần hết, Lý Ứng, Trần Phiên, Trương Kiệm, Phạm Bàng, Bố Mật đều bị giết. Tiếng ác của hoạn quan lan ra khắp nơi, các danh sĩ ở khắp nơi khi nhắc đến bọn hoạn quan đều nghiến răng căm hận. Sau tai họa lớn này, những người còn sót thuộc phái thanh lưu tranh suốt đảo Lưu Điển. Họ tản về nơi thôn dã, núi rừng, sống ẩn cư và trở thành những ẩn sĩ. Có nhiều người rất nổi tiếng như Viêm Hoành, Bàng Đức Công, Chú Bàng Thông, Tư Mã Huy đều ẩn cư ở đất Kinh Tương, nơi yên ổn nhất lúc bấy giờ. Vì thế nên đọc truyện Tam Quốc Chí diễn nghĩa thấy hầu hết danh sĩ đều tụ ở địa phận Dĩnh Châu là vì thế. Bàng Đức Công được Lưu Biểu mời ra làm quan, nhưng ông mấy lần cự tuyệt. Tại các tỉnh, sự tôn trọng quyền lực của vua ngày càng giảm đi.
Các quan lại và thanh danh địa phương và quan cai trị mất quyền lực vào tay những người giàu, vì họ thường dựa vào bọn hoạn quan ở triều đình. Những người địa phương đó thường bao che cho những tên còn đó để chúng bảo vệ quyền lợi của họ. Cùng với sự bùng nổ, sự xung đột giữa bọn hoạn quan và tiểu quý tộc trong triều, những vị quan vô danh nắm quân đội tại các tỉnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra độc lập hơn đối với triều đình. Trong triều đình hoạn quan do Trương Nhượng, Triệu Trung cầm đầu, tất cả 10 người hợp nhau xưng là thập thường thị, chuyên làm điều gian ác. Linh Đế lại nhu nhược, tin dùng Trương Nhượng như một bề tôi chung, việc triều chính đều giao cho Trương Nhượng quyết đoán, gọi Trương Nhượng bằng Á Phụ. Không lâu sau đó, nổ ra cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân làm cho nhà Hán suy yếu hẳn đi. Nếu bạn thấy giá trị trong nội dung, hãy đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ một cập nhật mới nào. Chia sẻ suy nghĩ của bạn bằng cách bình luận số 1 hoặc số 2, 1 nếu bạn thích video này, 2 nếu bạn không thích video này. Nào bây giờ chúng ta cùng tiếp tục khám phá về chủ đề lần này. 2. Cuộc nổi loạn khăn vàng. Trương Giác là một người theo đạo giáo, quê ở quận Cử Lộc, Ký Châu, Hà Bắc, tự cho mình là Đại Hiền Lương Sư, đã đi quanh vùng làng quê giống như Trương Lăng trước kia. Năm Kiến Ninh, từ năm 168 đến năm 172, đời Hán Linh Đế, Trương Giác bắt đầu truyền đạo. Giáo pháp chủ yếu sử dụng tư tưởng Hoàng Lão, thuyết âm dương ngũ hành, các loại bùa chú phù lục và thờ thần Trung Hoàng Thái Nhất. Trương Giác lấy nước bùa, phù thủy, trị bệnh. Bệnh nhân phải cúi đầu sám hối thì bệnh mau khỏi. Nhiều người lành bệnh, còn ai không khỏi bệnh thì Trương Giác giải thích đó là vì thiếu đức tin. Số người tin theo đạo dần dần gia tăng, nên Trương Giác thu nhận đệ tử, rồi cất cứ 8 đại đệ tử đến các địa phương khác để truyền đạo. Sau 10 năm, tín đồ của Trương Giác tăng lên đến 10 vạn, trải khắp 8 châu như Thanh, Tư, Kinh, Kinh, Dương, Duyện, Dự. Trong vòng 10 năm, phong trào của ông có hàng trăm ngàn người theo. Khoảng năm Quang Hòa, từ năm 179 đến năm 181, Trương Giác tổ chức tín đồ theo biên chế quân đội. Tín đồ phân làm 36 đơn vị gọi là phương. Đại phương thì có trên 1 vạn người, tiểu phương thì có 6 hay 7 ngàn người. Người thống lĩnh mỗi phương gọi là chủ soái. Ba anh em Trương Giác theo quan niệm tam tài thiên địa nhân mà xưng hiệu. Trương Giác là thiên công tướng quân, Trương Bảo là địa công tướng quân và Trương Lương là nhân công tướng quân. Đồng thời, Trương Giác lợi dụng sấm ngữ để tuyên truyền khắp nơi. Trời xanh tức nhà Hán đã chết, trời vàng phải lập vào năm Giáp Tý, thiên hạ thái bình. Sau đó ông sai đệ tử dùng đất sét trắng viết chữ Giáp Tý trên các cổng thành, trên tường vách khắp các phủ, huyện, quận, châu. Trương Giác chọn ngày 5 tháng 3 năm Giáp Tý, công nguyên năm 184, để tổng khởi nghĩa ở Lạc Dương và các vùng lân cận. Trước đó, Trương Giác mua chuộc một hoạn quan tên Phong Tư làm nội ứng và ra lệnh đại phương của Mã Nguyên Nghĩa hợp với vài vạn dân ở Kinh Châu và Dương Châu kéo binh đánh Nghiệp Thành, Ký Châu vào ngày giờ đã định. Nhưng chưa đến ngày khởi nghĩa thì một đệ tử của Trương Giác tên là Đường Chu ở Tế Nam đi tố giác với triều đình. Triều đình sai tướng Hà Tiến đánh dẹp Mã Nguyên Nghĩa, đồng thời bắt giam bọn hoạn quan Phong Tư. Sự việc bại lộ, Trương Giác bèn khởi binh trước thời hạn một tháng, tức vào tháng 2, kêu gọi những người theo ông đốt những trụ sở chính phủ và cướp bóc thành phố. Đây được gọi là cuộc khởi nghĩa khăn vàng, Hoàng Cân, đặt tên theo kiểu khăn đội đầu của phong trào. Màu vàng là biểu thị hành thổ, đất, trong ngũ hành khắc chế hành thủy, nước mà họ coi là tượng trưng cho nhà Hán. Cuộc nổi loạn lan rộng, người dân khắp mọi nơi trong nước bắt đầu cướp phá, giết chóc và kéo nhau đến thủ đô Lạc Dương. Khi cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân bùng nổ, ngoại trừ Thanh Châu và Từ Châu, tín đồ Thái Bình đạo khắp 6 châu hưởng ứng cuộc khởi nghĩa. Sự kiện này gây chấn động kinh đô, một nửa đất nước Trung Quốc rơi vào vòng binh lửa. Trong nỗ lực nhằm tự bảo vệ mình, triều đình Hán bắt đi lính rất nhiều người, lập lên những đội quân đông đảo với chi phí rất lớn. Tuy quân Hán yếu kém và thiếu hiệu quả vì nạn tham nhũng, nhưng quân khăn vàng cũng không phải là đối thủ của họ. Về mặt quân sự, quân khăn vàng không được tổ chức chuyên nghiệp. Họ bị tuyên truyền rằng vì thần của họ biến họ thành một đội quân vì sự tốt đẹp, rằng họ không thể bị tấn công, và thậm chí họ cũng chẳng cần đến vũ khí, một quan điểm không thích hợp cho một chiến dịch quân sự.
Đạo thần bí là động lực cho sự thành lập phong trào và cũng là nhân tố của sự diệt vong. Bọn hoạn quan và quan lại ở Lạc Dương bỏ qua sự bất đồng giữa hai bên vì sợ cuộc nổi dậy khăn vàng. Các lực lượng triều đình cũng cố quanh Lạc Dương và cho phép quan cai trị địa phương được tổ chức quân đội riêng để chiến đấu chống nổi loạn. Nhà Hán chiêu binh tại các châu quận để dẹp loạn. Các lãnh chúa giàu có cũng tổ chức quân đội để tự bảo vệ mình. Nhưng hết thành phố này tới thành phố khác lần lượt rơi vào tay quân khăn vàng. Quan đầu tỉnh và cấp dưới bỏ trốn không đối đầu với họ để tránh bị đem ra hiến tế cho thần thánh của quân nổi loạn. Hoảng sợ trước cuộc nổi loạn, triều đình Đông Hán và các tập đoàn quân phiệt ở các địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng để đàn áp. Quân khăn vàng chiến đấu rất ngoan cường suốt 10 tháng, nhưng đến cuối năm 1184 thì bị các tướng Hoàng Phủ Tung, Lư Thực, Chu Tuấn đánh bại. Trương Giác bị bệnh chết, quân Hoàng Cân bị đại bại. 5 vạn nghĩa quân không chịu khuất phục đã nhảy xuống sông tự tử. 13 vạn người khác bị quân Hoàng Phủ Tung giết chết. Mộ của Trương Giác bị quật lên, cắt đầu đưa về kinh đô. Trong 5 năm thỉnh thoảng có những cuộc nổi loạn rời rạc vẫn tiếp diễn. Đến năm 1188, tàn binh của quân Hoàng Cân lại tái khởi nghĩa tại Thanh Châu và Từ Châu, nhưng cũng bị bại trận. Chính tình của Trung Quốc bị tàn phá. Dư đảng của quân Hoàng Cân còn quấy nhiều ở khắp nơi. Quân triều đình qua cuộc chiến cũng bị thiệt hại nặng nề, nên không đủ khả năng giúp các địa phương trấn áp triệt để. Tình thế ấy khiến cho Hoàng đế nhà Hán có một quyết sách rất mạo hiểm, là tiếp thu đề nghị của Lưu Yên, lúc đó đang là Thái Thú Giang Lăng, là mau chóng khuyến đại quyền hạn cho các thứ sử, cho phép họ thành lập quân đội riêng để tự dẹp loạn, đổi chức thứ sử. Một số châu thành chức mục, Lưu Yên làm mục châu mục, Hoàng Uyên làm dự châu mục, Lưu Ngu làm u châu mục. Chức mục bắt đầu ra đời từ đó, bây giờ là năm 1188. Các châu mục mau chóng có quyền hạn lớn, lực lượng độc lập, triều đình cũng nhanh chóng mất đi quyền chỉ huy, khống chế các địa phương. Tình trạng quân hùng cát cứ đã manh nha xuất hiện. Vương triều Hán rơi vào cảnh bên ngoài vô thực. 3. Hà Tiến và mưu đồ tiêu diệt hoạn quan. Hàng loạt các sự kiện đã dẫn đến sự sụp đổ của nhà Đông Hán. Cái chết của Hán Linh Đế tháng 5 năm 1189 đã dẫn đến thời kỳ nhiếp chính không ổn định của Hà Tiến, người vốn là đại tướng quân, cùng với sự tái phát mới bất hòa giữa bọn hoạn quan và các quan lại. Sau khi Hà Tiến bị Trương Nhượng, Đoàn Khuê giết, thì một bộ tướng là Viên Thiệu đã thảm sát các hoạn quan trong triều. Sự hỗn loạn trong triều đã mở đường cho Thứ sử Tây Lương là Đồng Trác từ miền Tây Bắc trở về kinh thành Lạc Dương, kiểm soát toàn bộ triều chính, mở đầu cho một cuộc nội chiến trên toàn lãnh thổ Trung Hoa. Đồng Trác liên tiếp sử dụng mưu kế bức bách vua Hán Thiếu Đế, Lưu Biện, phải nhường ngôi cho em là Trần Lưu Vương Lưu Hiệp, tức Hán Hiến Đế, phế Thiếu Đế xuống làm Hoàng Nông Vương, rồi sau đó giết đi. Năm 190 liền mình 10 sứ quân do Viên Thiệu cầm đầu, gồm có Viên Thiệu, Viên Thuật, Hàn Phúc, Khổng Đô, Lưu Đại, Trương Mạo, Trương Siêu, Vương Khuông, Viên Dĩ, Kiều Mạo đã nổi dậy ở các tỉnh miền Đông chống lại Đồng Trác. Cùng lúc đó, sứ quân ở Ngô Quận là Tôn Kiên cũng dấy binh đánh Đồng Trác. Dưới áp lực này, Đồng Trác phải mang Hiến Đế chạy về phía Tây tới Trường An vào tháng 5 năm 191. Một năm sau đó, ông bị con nuôi là Lã Bố giết chết. Từ đây, Trung Quốc bắt đầu trải qua những cuộc giao tranh triền miên trong nhiều năm tiếp theo. Hán Linh Đế từ năm 156 đến năm 189, tên thật là Lưu Hoằng, là vị vua thứ 12 của nhà Đông Hán. Lưu Hoằng là con giải đốc đình hầu Lưu Trường và là cháu năm đời của Hán Trương Đế. Mẹ ông là Đồng Phu Nhân. Hán Trương Đế có người con thứ là Lưu Khai. Lưu Khai sinh Lưu Thục, Lưu Thục sinh Lưu Trường, Lưu Trường sinh Lưu Hoằng. Năm 168, Lưu Trường qua đời, Lưu Hoằng nối cha làm giải đốc đình hầu. Cùng năm, Hán Hoàng Đế qua đời không có con, Lưu Hoằng được Đậu Thái Hậu chọn làm người kế vị, tức là Hán Linh Đế. Thời kỳ đầu, Linh Đế còn nhỏ nên Đậu Thái Hậu làm triều nhiếp chính. Ngoại thích Đậu Vũ được phong làm đại tướng quân, Trần Phồn làm thái úy. Những người như Lý Ứng, Phạm Bàng được gọi ra làm quan. Mâu thuẫn giữa ngoại thích và hoạn quan thời Linh Đế khá gay gắt. Năm 169,
Đậu Vũ và Trần Phồn muốn trừ khử các hoạn quan do Vương Phủ, Tào Tiết cầm đầu. Tuy nhiên, Đậu Thái Hậu vốn được các hoạn quan khéo lấy lòng nên không đồng tình với ý định của Đậu Vũ. Ý định của Đậu Vũ bị bại lộ. Tào Tiết, Vương Phủ bèn ra tay trước phát động chính biến. Trần Phồn cùng Lý Ứng và Phạm Bàng, tất cả 100 người đều bị giết. Ngoại thích Đậu Vũ và Đậu Thái Hậu bị buộc phải rút lui khỏi vai trò nhiếp chính. Những người cùng cánh họ Đậu bị bãi chức lên tới hơn 300 người. Sau khi Đậu Thái Hậu rút lui, mẹ đẻ của Linh Đế, vợ giải đốc Đình Hầu Lưu Trường là Đồng Thị được lập làm Thái Hậu. Cháu Đồng Thái Hậu là Đồng Trọng được vào triều làm phiêu kỵ tướng quân. Năm 180, Linh Đế lập Hà Thị làm Hoàng Hậu. Anh Hà Hậu là Hà Tiến được phong đại tướng trong triều, trở thành phe cánh ngoại thích mới. Hán Linh Đế được đánh giá là vị vua kém về trí tuệ. Ông không chăm lo triều chính, chỉ đam mê tử sắc. Long Xa ông không dùng ngựa kéo mà thay bằng lừa kéo. Vì chán cảnh sống nham chán trong cung, ông sai các cung nữ mở quán rượu trong cấm thành, còn mình đóng vai khách vào ngự trọ. Hán Linh Đế buông lỏng kỳ cương, không dùng người tài. Đồng Thái Hậu và những người trong hoàng tộc cùng ăn chơi xa xỉ, bà đã giục con bán quan chức thu tiền. Năm 178, ông cho áp dụng chính sách mua bán quan chức. Tào Tung cha Tào Tháo đã bỏ tiền ra mua được chức thái úy trong dịp này. Vua cho mua quan bán chức, những người mua được chức quan lại bóc lột của dân để thu lại tiền đã bỏ ra. Triều đình suy cao thuế nặng nên đời sống nhân dân rất cực khổ. Nạn quan tham tràn lan, nhiều nơi nổi dậy làm loạn, đồng thời một số trấn địa phương cũng không tuân phục triều đình. Anh em Trương Giác nổi dậy là phong trào nổi loạn lớn nhất thời Linh Đế. Phía Tây Bắc, Mã Đằng cùng Hàn Toại, Vương quốc chiếm lĩnh Tây Lương. Phía Nam, Quan Hộp tự xưng là Bình Thiên tướng quân, Hứa Sinh nổi dậy ở Cú Trương thuộc Dương Châu. Phía Bắc, Quách Đại nổi lên ở Bạch Ba. Theo ý kiến của Hà Tiến, Linh Đế kêu gọi các trấn mang quân tiếp ứng giúp triều đình. Cuối cùng, các cuộc nổi dậy đều bị dẹp. Tình hình tạm yên, Linh Đế lại trọng dụng các hoạn quan. Hai vị tướng có công dẹp loạn là Hoàng Phủ Tung và Lư Thực bị hoạn quan gièm pha nên bị hạch tội và tước quân công ngoài chiến trường. Hoạn quan Trương Nhượng từng thông đồng với quân Khăn Vàng lại được ghi công đầu đẹp loan. Ngoài ra, Hán Linh Đế còn cho hoạn quan Kiển Thạc lên cầm quyền chỉ huy quân đội. Các sử gia đánh giá quyết định này là sai lầm lớn của Hán Linh Đế khi ông buộc Hà Tiến phải dưới quyền Kiển Thạc, khiến cho hai người mâu thuẫn gay gắt thêm, dẫn tới khởi đầu cho sự loạn lạc trong triều sau này. Năm 189, Hán Linh Đế qua đời. Ông ở ngôi 22 năm, thọ 34 tuổi. Người con cả của Linh Đế là Thái tử Lưu Biện mới 10 năm tuổi, lên nối ngôi, tức là Hán Thiếu Đế. Hà Thái Hậu cùng Hà Tiến làm phụ chính. Sang năm 190, hai mẹ con Lưu Biện bị Đồng Trác giết chết. Lúc đó ông mới 16 tuổi. Lưu Biện là vị vua thứ hai của nhà Đông Hán, được gọi là Thiếu Đế. Trước ông, Lưu Ý, vị vua thứ bảy nhà Đông Hán cũng có thụy hiệu tương tự. Hán Hiến Đế tên thật là Lưu Hiệp, là vị vua thứ 13 và cũng là cuối cùng của nhà Hán. Ông là con thứ của Hán Linh Đế. Mẹ ông là Vương Mỹ Nhân, mất sớm. Ông được vua cha gửi cho bà nội là Đồng Thái Hậu nuôi dạy. Tháng 4 năm 189, Hán Linh Đế qua đời. Anh Lưu Hiệp là Lưu Biện, con Hà Hoàng Hậu, lên nối ngôi, tức là Hán Thiếu Đế. Lưu Hiệp được phong làm Trần Lưu Vương. Các hoạn quan do Trương Nhượng đứng đầu mâu thuẫn gay gắt với ngoại thích Hà Tiến. Hà Tiến muốn trừ khử hoạn quan bèn triệu tướng Đồng Trác ở Tây Lương vào triều. Khi Đồng Trác chưa đến thì hoạn quan đã lừa gạt Hà Tiến vào cung giết chết. Thủ hạ của Hà Tiến là Viên Thiệu và Tào Tháo mang quân đánh vào hoàng cung giết hoạn quan báo thù cho Hà Tiến. Trong lúc hỗn loạn, hoạn quan Trương Nhượng cùng Đoàn Khuê dắt Hà Thái Hậu, em Hà Tiến, Thiếu Đế và Lưu Hiệp chạy trốn. Đúng lúc đó, Thượng thư Lư Thực cầm giáo chạy tới quá, Đoàn Khuê sợ hãi buông tay Hà Thái Hậu bỏ chạy. Hà Thái Hậu nhảy từ lầu xuống và được cứu. Đoàn Khuê và Trương Nhượng cùng nhóm hoạn quan sống sót đưa Hán Thiếu Đế và Lưu Hiệp đến bến đò Tiêu Bình ở cạnh sông Hoàng Hà, bị Thượng thư Lư Thực dẫn quân đuổi theo kịp. Lư Thực bắt giết khá nhiều hoạn quan, còn mấy hoạn quan khác sợ nhảy xuống sông Hoàng Hà tự vẫn. Hán Thiếu Đế và Lưu Hiệp chạy tiếp, được một viên quan nhỏ là Ngô Công hộ tống đi trong đêm, nhờ vào ánh sáng đom đóm đi được mấy dặm.
Sau đó gặp xe của dân bèn đi nhờ, tới Lạc Xá ở lại 3 ngày và tìm được ngựa đi tới Bắc Mang, Bor, thảm sát hoạn quan và sự sụp đổ của triều Đông Hán. Vừa lúc đó Đổng Trác kéo quân đến Lạc Dương. Được tin Hán thiếu đế ở Bắc Mang, Đổng Trác bèn mang quân tới đón anh em vua Hán về cung. Khi quân Đổng Trác đến nơi, có nhiều người Tây Lương và người Khương trông dữ tợn, khiến thiếu đế sợ bật khóc. Còn Lưu Hiệp nhỏ tuổi hơn lại tỏ ra bình tĩnh, vẫn nói chuyện với Đổng Trác. Điều đó khiến Đổng Trác thích Lưu Hiệp hơn thiếu đế. Đổng Trác về Lạc Dương thao túng triều đình nhà Hán. Tháng 9 năm 1189, Đổng Trác phế truất Hán thiếu đế làm Hoàng Nông Vương và lập Lưu Hiệp lúc đó mới 8 tuổi lên làm vua, tức là Hán Hiến Đế. Hán Hiến Đế, từ khi lên làm vua, đã nằm trong tay quyền thần. Trong suốt 32 năm trên ngai vàng, Hiến Đế hoàn toàn bị các quyền thần thay nhau khống chế. Tam Quốc Diễn Nghĩa viết về sự lộng hành của bọn Trương Nhượng, Triệu Trung như sau. Năm Quang Hóa thứ nhất, 178, một con gà mái tự dựng hòe ra gá trống. Mồng 1 tháng 6 năm ấy, một luồng khí đen dài chừng hơn 10 trượng bay vào trong điện Ôn Đức. Qua sang tháng 7, lại có lắm điều gở lạ. Cầu vồng mọc ở giữa Ngọc Đường, dạng núi Ngũ Nguyên Hồng dựng lờ sụp xuống. Vua hạ chiếu, hỏi chư thần từ đâu mà sinh ra những điểm quái gở ấy. Có quan nghĩ lang là sái ung dâng sớ lên, lời lẽ thống thiết, nói rằng cầu vồng xa xuống, gà mái hóa trống, ấy là bởi quyền chính trong nước ở tay đàn bà và ở tay hoạn quan. Vua xem sớ ngậm ngùi thở dài, đứng dậy thay áo. Tào Tiết khi ấy đứng hầu sau ngay nghe trộm thấy, trong lòng căm giận, bèn mách bảo đồng bọn, bèn mưu kiếm cớ vu hãm sái ung, cách quan đuổi về quê quán. Về sau bọn hoạn quan là Trương Nhượng, Triệu Trung, Phong Tứ, Đoàn Khuê, Tào Tiết, Hầu Lãm, Kiền Thạc, Trịnh Khoáng, Hạ Huy, Quách Thắng, cả thảy 10 người gọi là Thập Thường Thị, bề đảng với nhau kéo cánh làm can. Nhà vua tin dùng tôn trọng Trương Nhượng, gọi là Á Phụ, nghĩa là vua coi như cha. Từ đấy chính sự trong triều ngày càng đổ nát, lòng người náo loạn, giặc cướp nổi lên như ong. Nói về 10 hoạn quan, trong tay đã nắm được quyền to, bèn tính với nhau hễ ai không theo, chúng đều giết đi cả. Trương Nhượng, Triệu Trung sai người đến đòi các tướng có công phá giặc. Khăn vàng ngày trước phải lễ vàng bạc mới được làm quan, bằng không thì tấu vua bắt bãi chức. Vì lẽ ấy mà Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn không chịu đút lót, đều bị bãi cả. Vua lại phong Triệu Trung làm Sa Kỵ tướng quân, bọn Trương Nhượng 13 người đều phong tước hầu. Triều chính mỗi ngày một suy đồi, nhân dân cũng oán than. Bởi thế ở Trường Sa có Khu Tịnh nổi loạn, ở Ngư Dương có Trương Thuần, Trương Cừ làm phản. Cứ tự xưng là thiên tử, Thuần xưng là đại tướng quân. Những tờ biểu cáo cấp gửi về triều đình như bướm bay, bọn hoạn quan đều giấu cả, không tâu vua biết. Một hôm vua đang cùng 10 viên hoạn quan uống rượu ở vườn hoa sau cung, bỗng thấy quan giáng nghị đại phu Lưu Đào đi tất đến trước mặt vua mà khóc. Vua hỏi vì cớ gì? Đào nói: "Thiên hạ nguy ngập đến nơi rồi mà bệ hạ còn cứ vui chơi say tình với bọn hoạn quan như thế ư?" Vua nói: "Nhà nước đương yên ổn, có việc gì mà nguy ngập? Tâu bệ hạ, hiện nay giặc cướp nổi lên từ Tung xâm chiếm khắp các châu quận. Cái vạ đều bởi 10 tên hoạn quan bán quan hại dân, lừa dối quan thượng mà ra cả. Cho nên những người chính nhân quân tử bỏ đi hết cả, cái nguy đã ở ngay trước mắt rồi còn gì." 10 viên hoạn quan đều phụ phục trước mặt vua tâu rằng: "Muôn tâu thánh thượng, quan đại thần đã không có lượng bao dung, chúng tôi biết mình chẳng thoát. Cúi xin thánh thượng cho chúng tôi được toàn tính mạng trở về quê quán, tính nguyện đem hết gia sản giúp đỡ việc quan." Nói đoạn đều khóc nức nở. Vua cả giận mắng Đào rằng: "Nhà ngươi cũng có người hầu hạ, sao không cho trẫm có người hầu hạ?" Tức thì sai võ sĩ lôi Lưu Đào ra chém. Lưu Đào vừa đi vừa kêu lớn rằng: "Trời ơi! Đào này chết không đáng tiếc, chỉ tiếc cái cơ nghiệp nhà Hán hơn 400 năm nay bỗng tiêu diệt trong khoảnh khắc." Võ sĩ đem Lưu Đào ra, sắp hành hình thì có một quan đại thần nói to lên rằng: "Khoan, không được hạ thủ vội, đợi ta vào can vua đá. Mọi người nhìn xem ai, thì là quan tư đồ Trần Đàm." Đàm đi tắt vào cung tâu rằng: "Tâu bệ hạ, chẳng hay Lưu Giáng Nghị can tội gì mà bị giết." Vua phán: "Nó dám gièm pha cận thần của trẫm, lại xúc phạm cả trẫm nữa." Đàm tâu: "Hiện thiên hạ ai cũng muốn nuốt sống ăn tươi 10 tên hoạn quan. Vậy mà bệ hạ kính nó như cha mẹ. Chúng không có một chút công nào mà được phong đến tước hầu. Huống chi lũ phong tư kết liên với giặc khăn vàng,
toan làm nội gián cho bọn phản loạn. Nay nếu bệ hạ không tỉnh ngộ, ắt tắc đến đổ mất. Vua phán, phong tư làm loạn, việc còn mập mờ chưa rõ, còn trong bọn hoạn quan 10 người, há không có một hai người trung nghĩa hay sao? Trần Đàm đập đầu xuống đất, cố can. Vua nổi giận, sai Lôi Đàm ra, bắt bỏ ngục cùng với Lưu Đào. Ngay đêm hôm ấy bọn hoạn quan vào ngục giết cả hai người, rồi giả làm chiếu chỉ nhà vua, cử Tôn Kiên làm thái thú Trường Sa và đem quân đi đánh khu Tịnh. Chưa đầy 50 ngày có tin báo thắng trận, khu Giang Hạ đều bình định cả. Vua chiếu xuống phong Kiên làm Ô Trình Hầu, phong Lưu Ngu làm quan mục U Châu, đem quân đến Ngư Dương đánh Trương Thuần. Trương Cử ở Đại Châu Lưu, Khôi được tin bèn viết thư tiến dẫn huyện Đức. Ngà mừng lắm, cứ huyện Đức làm quan đô ý, đem quân đến tận hang ổ giặc đánh mấy trận lớn, giặc bị thua luôn. Trương Thuần tính vốn hung bạo, không được lòng quan bị tên thủ hạ chặt đầu, đem nộp rồi dẫn quân ra hàng. 5. Sự xung đột đỉnh điểm giữa Hà Tiến và Thập Thường Thị. Tháng 4, mùa hạ, năm Trung Bình thứ 6, năm 189, vua Linh Đế bệnh nặng, triệu quan đại tướng quân Hà Tiến vào cung bàn tính mọi việc quan trọng về sau. Nguyên Hà Tiến vốn xuất thân con nhà hàng thịt, vì có em gái lấy vua, sinh được hoàng tử tên là Biện, được lập làm hoàng hậu, nên Tiến nhờ đó được quyền cao chức trọng. Vua lại yêu mến một mỹ nhân nữa họ Vương, sinh được hoàng tử tên là Hiệp. Hà hậu ghen ghét, bỏ thuốc độc giết Vương mỹ nhân, nên hoàng tử Hiệp phải nuôi ở trong cung Đồng Thái Hậu. Đồng Thái Hậu là mẹ vua Linh Đế, nguyên là vợ giải độc Đình Hầu Lưu Thường. Bởi khi trước vua hoàng đế không có con trai, phải đón con trai giải độc Đình Hầu lên làm vua, tức là vua Linh Đế. Linh Đế lên ngôi, bèn đón mẹ vào phụng dưỡng ở trong cung và tôn làm Thái Hậu. Đồng Thái Hậu thường khuyên vua lập hoàng tử Hiệp làm thái tử để nối ngôi vua về sau. Vua cũng yêu Hiệp hơn nên có ý muốn lập Hiệp. Lúc ấy bệnh vua đã nguy, Trung Thường Thị là Kiển Thạc tâu rằng, tâu bệ hạ, việc này quan hệ rất lớn, nếu muốn lập hoàng tử Hiệp, trước hết xin giết Hà Tiến mới khỏi lo ngại về sau. Vua lấy làm phải, giáng chỉ với Tiến vào cung. Tiến vừa đi đến cửa cung, gặp quan Tư Mã Phan Ấn báo Tiến rằng, đừng vào cung, Kiển Thạc nó định mưu giết ông đấy. Tiến cả sợ, vội về nhà, triệu các quan đại thần đến bàn định, muốn giết hết cả bọn hoạn quan. Một người đứng lên nói, thế lực của bọn hoạn quan gây ra từ đời vua Sung, vua Chất, ngày nay lan rộng khắp cả trong triều, giết hết thế nào được? Nếu cơ mưu không kín, chết đến cả họ ngay, vậy xin nghĩ cho kỹ. Tiến nhìn xem ai, thì là quan điển quân hiệu úy Tào Tháo. Tiến mắng Tháo rằng, trẻ con biết đâu việc lớn của triều đình. Đang lúc Tiến còn dùng rằng chưa quyết, Phan An chạy đến báo rằng, hoàng đế đã băng hà rồi, hiện Kiển Thạc đang bàn với 10 tên hoạn quan định một mặt giấu kín không phát tang, một mặt giả làm chiếu chỉ, triệu Hà Quốc Cữu vào cung giết đi, rồi lập hoàng tử Hiệp lên ngôi. Nói chưa dứt lời, có sứ giả đến triệu Tiến vào cung, Tào Tháo nói, việc cốt yếu bây giờ là phải lập vua trước đã, rồi sau hãy nói đến việc trừ giặc. Tiến nói, có ai dám cùng ta vào cung lập vua mới và đánh giặc không? Một người đứng phát dậy nói rằng, tôi xin đem 5.000 tinh binh, chém khóa cửa cung vào lập vua mới, giết hết bọn hoạn quan, quét sạch trong triều để yên thiên hạ. Tiến nhìn xem, thì người ấy là con quan Tư Đồ Viên Phụng, cháu Viên Ngỗi tên là Thiệu, tự là Bản Sơ hiện làm quan Tư Lệ Hiệu Úy. Tiến cả mừng, bèn điểm 5.000 quân ngự làm giao cho Viên Thiệu. Thiệu nai nịt đem quân đi trước. Hà Tiến dẫn bọn Hà Ngung, Tuân Du, Trịnh Thái, hơn 30 quan đại thần đi sau, cùng vào trong cung, đến trước linh cữu vua Linh Đế, lập Thái tử Biện lên làm vua. Các quan tung hô xong đâu đấy, Viên Thiệu bèn đi vào cung bắt Kiển Thạc. Thạc kinh hoàng chạy nấp vào dưới bụi cây trong vườn ngự uyển, bị Trung Thường Thị là Quách Thắng giết chết. Quân cấm binh do Thạc quản lĩnh đều ra hàng hết cả. Viên Thiệu nói với Hà Tiến rằng, bọn thái giám trước kết bè với nhau, bây giờ nên thừa thế giết cả đi. Bọn Trương Nhượng biết tin, sợ hãi hết hồn, vội chạy vào cung van lại Hà Hậu rằng, bày mưu hại quốc cữu trước đây chỉ có một mình Kiển Thạc thực quả không dính dáng gì đến chúng tôi. Nay quốc cữu nghe lời Viên Thiệu, muốn giết hết cả chúng tôi, thật là oan quá, xin mẫu hậu rủ lòng thương cứu cho. Hà Hậu nói, các ngươi đừng lo, ta sẽ bảo hộ cho. Bèn giáng chỉ triệu Hà Tiến vào cung, khẽ bảo rằng, anh em ta hàn vi từ thuở nhỏ, nếu không có bọn Trương Nhượng, sao có phú quý ngày nay? Nay thằng Kiển Thạc bất nhân đã bị giết rồi,
Sao anh còn tin lời người ta nói mà toan giết cả bọn hoạn quan? Hà Tiến nghe đoạn, ra bảo các quan rằng, kiền thạc bày mưu hại ta, đem giết cả họ nó đi. Còn những người khác đừng nên giết hại. Viên Thiệu nói, nhổ cỏ không nhổ hết rễ, rồi mang vạ vào thân. Tiến nói, ý ta đã quyết, ngươi đừng nhiều lời nữa. Các quan đều lui về cả. Hôm sau Thái Hậu cho Hà Tiến tham xét công việc các bộ thượng thư, còn các người khá đều được thăng chức. Đồng Thái Hậu nghe biết chuyện, bèn cho vời bọn Trương Nhượng vào cung phán rằng, con em thằng Hà Tiến, trước kia vì có ta cất nhắc cho nên mới được sung sướng. Ngày nay, con nó lên ngôi hoàng đế, các quan trong ngoài đều là vây cánh nó cả. Uy thế nó to lắm, ta biết tính sao bây giờ. Trương Nhượng nói, tâu mẫu hậu, việc đó cũng dễ. Xin mẫu hậu cứ ra ngự triều đường, dù màn mành coi xét việc chính. Phong hoàng tử hiệp lên tước vương, ra phong quốc cữu Đồng Trọng lên chức lớn, coi giữ binh quyền và trọng dụng bọn hạ thần, thì việc lớn có thể mưu tính xong được. Đồng Thái Hậu cả mừng, sáng hôm sau làm triều giáng chỉ phong hoàng tử hiệp làm Trần Lưu Vương, Đồng Trọng làm Phiêu Kỵ tướng quân. Bọn Trương Nhượng cũng đều được tham dự triều chính. Hà Thái Hậu thấy Đồng Thái Hậu chuyên quyền, bèn sửa một tiệc yến ở trong cung, mời Đồng Thái Hậu đến dự. Giữa tiệc, Hà Thái Hậu đứng dậy, nâng chén rượu vái hai vái, mà thưa rằng, chúng ta đều là đàn bà, không nên tham dự triều chính. Xưa bà Lã Hậu chỉ vì tham dự trọng quyền, đến nỗi ngàn người trong họ đều bị giết. Nay chúng ta chỉ nên ở yên trong cung cấm. Việc triều chính đã có các nguyên lão đại thần bàn tính với nhau. Thế mới là hạnh phúc cho nhà nước. Cúi xin Thái Hậu soi xét. Đồng Thái Hậu nổi giận mắng rằng, nhà ngươi đã đem lòng ghen ghét, đánh thuốc độc giết Vương Mỹ Nhân. Nay nhà ngươi cậy có con làm vua, cậy thế lực nhà ngươi là thằng Hà Tiến, dám nói hớn với ta à? Tao sai quan Phiêu Kỵ, trò vào Đồng Trọng, chặt cổ anh mày để như trở bàn tay cho mà xem. Hà Hậu cũng tức giận cãi lại rằng, ta đem lời phải khuyên can, mà ngươi lại trở mặt giận à? Đồng Thái Hậu càng tức, lại nhếch móc Hà Hậu. Cái đồ bán thịt nhà ngươi còn biết cái gì? Hai người cãi nhau mãi, sau có bọn Trương Nhượng khuyên can, người nào mới về cung người nấy. Đêm hôm ấy, Hà Hậu triệu Hà Tiến vào cung, kể lại việc đã xảy ra. Tiến về mời các quan tam công đến bàn bạc. Buổi chầu sáng hôm sau, Tiến xui các đình thân tâu rằng, Đồng Thái Hậu nguyên là một vị phiên phi, không nên ở lâu trong cung cấm. Xin rời ngay ra an trí ở Hà Giang, hạn lập tức phải đi ngay. Hà Tiến một mặt sai người đưa Đồng Thái Hậu đi, một mặt phái quân cấm binh đến vây nhà Phiêu Kỵ tướng quân Đồng Trọng đòi lấy ấn thụ. Đồng Trọng biết việc chẳng lành, liền tự vẫn ở hậu đường. Lúc người nhà cất tiếng khóc, quân sĩ mới không vây nữa trở về. Bọn Trương Nhượng, Đoàn Khuê thấy phe Đồng Thái Hậu thất bại, bèn đem vàng ngọc, châu báu đút lót em trai Hà Tiến là Hà Miêu và mẹ Tiến là Vũ Dương Quân, nhờ vào nói khéo với Hà Thái Hậu che chở cho. Bởi vậy 10 tên hoạn quan lại được tin dùng. Tháng 6 năm ấy, Hà Tiến ngầm sai người đến Hà Giang đánh thuốc độc giết Đồng Thái Hậu, đem linh cữu về kinh, tặng ở Vạn Lăng. Tiến cáo bệnh không đi đưa đám. Một hôm quan tự lệnh hiệu úy Viên Thiệu vào nói với Tiến rằng, bọn Trương Nhượng, Đoàn Khuê đang đi nói phao lên rằng, ông đánh thuốc độc giết Đồng Thái Hậu để mưu việc lớn. Nếu bây giờ ông không giết ngay bọn chúng nó, tất cả vạ lớn về sau. Sư Đậu Vũ muốn nhờ bọn hoạn quan trong cung, vì mưu mô không kín lại bị chúng giết. Hiện giờ anh em vây cánh ông đều là những tay anh Tuấn, và lại quyền ở trong tay, thật là cơ hội trời cho, không nên bỏ lỡ. Tiến nói, thông thả để sau sẽ bàn tính. Mấy đứa tà hưu nghe lỏm được chuyện ấy, liền đi báo với Trương Nhượng. Bọn Trương Nhượng lại đem rất nhiều của báu lề đút Hà Miêu. Miêu vào tâu Hà Hậu rằng, đại tướng quân phải tả vua mới, không làm điều nhân từ, chỉ chăm chém giết. Nay tự nhiên vô cớ lại toan giết cả 10 hoạn quan, thật tự mình gây ra mầm loạn. Hà Hậu cho là phải. Một chốc, Hà Tiến vào tâu xin giết bọn hoạn quan. Hậu nói, bọn hoạn quan coi sóc việc trong cung cấm, phép cũ nhà Hán từ xưa vẫn thế. Có sao tiên đế vừa mới chầu trời mà người chỉ muốn giết những bầy tôi cũ? Thế không phải là tôn trọng sự thờ cúng đối với tiên đế? Tiến vốn là một người nhu nhược không quyết đoán. Nghe Hà Thái Hậu nói như vậy, vâng dạ luôn miệng rồi lui ra. Viên Thiệu đứng đón ngoài cửa, hỏi rằng, việc lớn thế nào? Tiến nói, Thái Hậu không nghe thì làm thế nào? Thiệu nói, nên triệu những người anh hùng các nơi đem quân về kinh giết hết bọn hoạn quan này đi. Đến lúc việc đã cấp bách thì Thái Hậu muốn chẳng nghe cũng chẳng được.
Tiến nói, kế ấy diệu lắm. Bèn truyền hịch đi các trấn, triệu các tướng lĩnh đem quân về kinh đô. Quan chủ bạ Trần Lâm can rằng, việc ấy không nên. Tục ngữ có câu, bụng mất bát chìm, ấy là mình tự đối mình. Việc nhỏ mọn cũng không thể tự đối mà làm xong, huống chi là việc lớn nước nhà. Nay tướng quân dựa uy vua, cầm quyền lớn, như rồng bay hổ nhảy, muốn làm thế nào cũng được. Việc giết bọn hoạn quan thật dễ, không khác quạt lò than đốt mấy sợi tơ. Làm việc một cách quyền biến, quyết đoán ngay, phát động nhanh như sấm sét, tức là thuận đạo trời và lòng người. Nay nếu triệu các quan ngoại trấn, mỗi người một bụng, biết ai thế nào, có khác đưa chuôi dao cho người cầm mà mình cầm đằng lưỡi không? Như thế không những việc không thành mà lại sinh biến loạn nữa. Tiến cười nói, đó là kiến thức của hạng người hèn nhát. Một người đứng lên vỗ tay cười lớn mà rằng, việc ấy dễ như trở bàn tay, hà tất phải bàn cho lắm. Mọi người nhìn xem ai, người ấy chính là Tào Tháo. Lúc ấy Tào Tháo nói với Hà Tiến rằng, cái vạ hoạn quan đời nào cũng có, nên vua chúa các đời không nên trao quyền binh và tin dùng chúng để chúng hoành hành như ngày nay. Bây giờ, muốn trị tội chúng tưởng chỉ nên giết mấy đứa đầu đảng. Như vậy chỉ cần một kế coi ngục cũng đủ, hà tất phải triệu quân ngoài vào. Nếu muốn giết cả bọn chúng, cơ mưu cháo sơ khởi tiết lộ, tôi chắc công việc sẽ hỏng. Hà Tiến tức giận mà rằng, Mạnh Đức cũng hai lòng sao? Tháo lui ra ngoài nói, làm loạn thiên hạ tất là Hà Tiến. Tiến không nghe lời Tháo, mật sai người đem chiếu chỉ đi gấp đến các trấn triệu quân vào kinh đô. Nói về quan tiền tướng quân, tức Ngạo Hương hầu sung chức thứ sử Tây Lương là Đồng Trác. Trước vì đánh giặc Khăn Vàng bị thua, triều đình đã toan trị tội, bởi có đút lót cho 10 tên hoạn quan nên không can gì. Sau lại khéo kết giao với bọn quyền quý trong triều, làm đến chức lớn, thống lĩnh 20 vạn quân Tây Lương, vẫn có lòng phản nghịch. Bây giờ tiếp được chi triệu vào kinh, trong lòng hân hở, liền đem binh lục tục khởi hành. Sai con rể là Trung Lang tướng Ngưu Phủ đóng giữ Thiểm Tây, hắn tự đem bọn Lý Thôi, Quách Dĩ, Trương Tế, Phan Trù dẫn quân đến Lạc Dương. Chắc lại có người rể nữa, vừa là mưu sĩ cho hắn, tên là Lý Nho. Nho bảo Trác rằng, nay tuy phụng chỉ vào kinh, biết đâu trong đó chẳng có nhiều điều ám muội. Chi bằng trước hãy sai người dâng biểu, cho danh nghĩa rõ ràng mới có thể mưu toan việc lớn được. Trác cả mừng, bèn sai thảo biểu dâng vào kinh trước, biểu rằng, thiết tưởng thiên hạ đến nỗi loạn mãi thế này, đều bởi bọn loạn quan. Trương Nhượng khinh nhờn phép nước. Tôi nghĩ muốn cho nồi nước sôi khỏi dài ra ngoài cần phải rút bớt củi. Mổ cái nhọt có chịu đau một lúc mới khỏi nọc độc trong mình. Tôi xin bạo dạn dông chống khua chuông, dẫn quân vào Lạc Dương để giết bọn Nhượng. Được như thế thì xã tắc may lắm, thiên hạ may lắm. Hà Tiến đem tờ biểu đưa các quan xem. Có quan thị ngự sử Trịnh Thái can rằng, Đồng Trác là giống xài lang, để hắn vào kinh, hắn sẽ ăn thịt người. Tiến nói, ông đa nghi như thế, mưu việc lớn sao được. Lư Thực cũng can rằng, tôi vốn biết Đồng Trác là đứa mắt người dạ thú, hễ để cho hắn vào chốn cấm đình, tất sinh tai vạ. Chi bằng ngăn cản đừng cho hắn vào là hơn. Tiến cũng không nghe. Trịnh Thái, Lư Thực đều bỏ quan mà đi. Các quan đại thần trong triều cũng bỏ đi quá nửa. Tiến sai người đón Đồng Trác ở Thắng Trì, Trác đóng quân lại, không tiến vội. Bọn Trương Nhượng được tin quân ngoài kéo vào cùng bàn nhau rằng, đó là mưu của Hà Tiến, nếu chúng ta không hạ thủ trước, sẽ chết cả họ. Bèn mai phục 50 tên đao phủ ở mé trong cửa Gia Đức, cung Trường Lạc, rồi vào tâu Hà Thái Hậu rằng, nay đại tướng quân giả làm chiếu chỉ, triệu quân ngoại trấn vào kinh, định giết cả bọn chúng tôi, xin mẫu hậu dù lòng thương cứu cho. Thái Hậu nói, các ngươi nên đến dinh đại tướng quân mà tạ tội. Nhượng nói, tâu mẫu hậu, nếu chúng tôi đến tướng phủ, tất là thịt nát xương tan, còn sống sao được. Xin mẫu hậu tuyên triệu đại tướng quân vào cung mà dụ bảo cho. Nếu mẫu hậu không chút thương tình, thì chúng tôi xin chết ngay ở trước mặt mẫu hậu. Thái hậu bèn giáng chỉ triệu Tiến vào. Tiến tiếp chỉ, toan đi ngay. Trần Lâm can rằng, tờ chiếu này tất là mưu mô của mấy tên hoạn quan, ông không nên đi, nếu đi tất có vạ lớn. Tiến nói, Thái hậu triệu ta làm gì có tai vạ. Viên Thiệu nói, bây giờ mưu cơ đã lộ, tướng quân còn muốn vào cung hay sao? Tào Tháo nói, không gì bằng triệu ngay 10 tên hoạn quan ra đây đã, rồi hãy vào. Tiến cười nói, đó là kiến thức của trẻ con. Hiện quyền bính thiên hạ ở trong tay ta, mấy tên hoạn quan dám làm gì nổi. Thiệu nói, nay ông định vào cung, chúng tôi xin đem quân hộ vệ để phòng sự bất trắc.
Viên Thiệu, Tào Tháo mời người kén 500 quân giao cho em. Viên Thiệu là Viên Thuật thống lĩnh. Viên Thiệu nai nịt đâu đấy, dẫn quân dân ở mé ngoài cửa thanh tòa. Thiệu cùng Tháo đeo gươm đi kèm, hộ vệ Hà Tiến. Tiến đi đến trước cửa cung Trường Lạc, hoàng môn quan truyền chỉ rằng Thái hậu chỉ với một mình đại tướng quân vào thôi, còn người khác đều không được vào. Thành ra bọn Viên Thiệu, Tào Tháo đều phải đứng ngoài cả. Một mình Tiến ngang nhiên vào cung. Vừa đi đến cửa ra đức, bọn Trương Nhượng quát mắng Tiến rằng Đồng Thái hậu có tội gì mà người đánh thuốc độc giết chết? Có sao dám tặng quốc mẫu người già tặng ốm không đi đưa? Mày vốn giống đê hèn, làm nghề mổ lợn bán thịt, có chúng ta tiến cử lên vua mới được vinh hiển thế này. Người đã không báo ơn thì chớ, lại định mưu hại chúng ta. Người bảo chúng ta là phường ngu chọc vậy, ai là người thanh cao? Tiến hoảng sợ muốn tìm lời ra, nhưng cửa cung đã đóng hết. Bọn đao phủ ở ra, chém Tiến đứt làm hai đoạn. Viên Thiệu chờ mãi không thấy Tiến ra, bèn gọi lớn lên rằng Mời tướng quân ra về. Bọn Trương Nhượng đem thủ cấp Hà Tiến từ trên tường ném ra tuyên dư rằng Hà Tiến mưu phản đã bị giết rồi. Còn những kẻ bị Tiến bắt ép phải theo, đều tha cả. Viên Thiệu cất tiếng hô lớn lên rằng Bọn hoạn quan dám giết đại thần, ai muốn giết chúng nó mau mau vào đây trừ chiến. Bộ tướng của Hà Tiến là Ngô Khuông bèn phóng hỏa đốt cửa thanh tòa. Viên Thiệu dẫn quân sấn vào cung, hễ gặp tên hoạn quan nào cũng giết hết cả. Viên Thiệu, Tào Tháo phá cửa vào được trong cung, gặp Triệu Trung, Trịnh Kháng, Hạ Huy, Quách Thắng, đuổi đến trước lầu Thúy Hoa, lấy kiếm vàm ra như bùn. Bây giờ trong cung lửa cháy lừng trời. Bọn Trương Nhượng, Đoàn Khuê, Tào Tiết, Hậu Lâm bắt ép Thái Hậu, Thái Tử cùng Trần Lưu Vương đi vào nội sảnh rồi lên đường sau chạy đi Bắc Cung. Lưu Thực đầu bỏ quan, nhưng chưa đi nơi khác, sực thấy trong cung có biến, bèn mặc giáp cầm giáo, đang đứng ở dưới gác xa trông thấy Đoàn Khuê đang giục Thái Hậu đi mau, bèn thét lớn lên rằng Thằng Khuê kia, sao dám bắt ép Thái Hậu đi đâu? Đoàn Khuê bỏ chạy, Thái Hậu tự trong cửa sổ nhảy ra, thực vội đến cứu được thoát. Ngô Khuông đánh vào nội đình, gặp Hà Miêu cầm gươm đi ra. Khuông hô lớn lên rằng Thằng Miêu thông mưu giết anh, nên giết đi thôi. Các tướng đều nói Phải phải, chém thằng giặc giết anh ấy đi. Miêu sợ cuống toan chạy, bị quân bốn mặt vây kín chém như da như bột. Thiệu sai quân chia ra từng bọn đi giết giả quyến 10 tên hoạn quan, bất cứ già trẻ lớn bé đều giết hết cả. Thành ra có nhiều kẻ không có dâu bị giết lầm. Tào Tháo một mặt cửu hòa trong cung, mời Hà Thái Hậu tạm coi quyền chính, một mặt sai quân đuổi theo bọn Trương Nhượng và tìm vua Thiếu Đế. Nhắc lại bọn Trương Nhượng, Đoàn Khuê ức hiếp vua Thiếu Đế và Trần Lưu Vương xông pha khói lửa, đêm chạy đến núi Bắc Mang. Vào khoảng canh hai, bỗng nghe phía sau có tiếng người ngựa reo hò đuổi theo. Viên tướng đi đầu là quan trung bộ Duyện Lại ở Hà Nam, tên gọi là Mẫn Cống, hô lớn lên rằng Thằng nghịch tặc kia chớ chạy. Bọn Trương Nhượng thấy nguy cấp quá, liền đâm đầu xuống sông tự tử. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hữu ích, hãy nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Hãy chia sẻ ý kiến và trải nghiệm của bạn về video trong phần bình luận. Hãy để lại bình luận là 1 nếu bạn thích video này, 2 nếu bạn không thích video này. Chúng tôi sẽ ghi nhận để ra mắt những video tiếp theo tốt hơn nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời.